Vụ cháy chung cư mini, Hà Nội hỗ trợ chăm sóc các trẻ mồ côi, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo số 1337/TB-TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, xảy ra đêm 12/9, Ban Thường vụ Thành ủy nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương các lực lượng chức năng. Người dân đã có mặt kịp thời để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sơ cứu cấp cứu, xác định danh tính người bị thiệt mạng, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, nơi ở cho người bị nạn để khắc phục hậu quả vụ cháy và tiếp tục làm tốt công tác phòng chống cháy nổ. Ban thường vụ thành ủy yêu cầu các cấp của thành phố thực hiện nghiêm công điện 796 CDTTG ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy trong đó tập trung ưu tiên việc khắc phục hậu quả vụ cháy, làm tốt công tác cứu chữa, phối hợp gia đình nạn nhân an táng người thiệt mạng, bảo đảm an dân, an sinh xã hội, ổn định tư tưởng, đời sống cho người dân. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thường xuyên, liên tục là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, thông báo nhấn mạnh, thông báo cũng yêu cầu các cấp của thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kỹ năng về phòng chống cháy nổ, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy. Ban thường vụ thành ủy sẽ chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy, nổ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, thông báo nêu. Đặc biệt, Ban thường vụ thành ủy giao Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng vụ cháy nêu trên để trình thường trực hội đồng nhân dân, hội đồng nhân dân quyết định theo thẩm quyền, chính sách hỗ trợ theo hướng thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng một người thiệt mạng và 30 triệu đồng một người bị thương. Bên cạnh đó, tiếp tục huy động hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể, xã hội, các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, thành phố cũng hỗ trợ tiền thuê nhà mức 6 triệu đồng một hộ đối với hộ gia đình. 1,5 triệu người tháng đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ, hỗ trợ mỗi cá nhân, thời gian hỗ trợ trong 6 tháng, hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ cháy phải điều trị tại bệnh viện hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ cháy, mức 5 triệu đồng một trẻ và hỗ trợ khác nếu gia đình có nhu cầu, hỗ trợ phí hỏa táng. Hỗ trợ tiền chăm sóc các cháu mồ côi là 100 triệu đồng, cháu thông báo cũng giao Ủy ban nhân dân thành phố. Các cấp và quận Thanh Xuân phối hợp thực hiện hỗ trợ đối với những người bị nạn, hỗ trợ tạm cư và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Xem xét khen thưởng phù hợp cho tập thể, cá nhân trong việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy trên.